Kính chào quý vị, chúng tôi hiện có mặt tại trung tâm thương mại Eden thuộc thành phố Foster, tiểu bang Virginia. Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Năm 9 tháng 10 2014, ứng cử viên Ed Gillespie là một ứng cử viên thượng thẳng, đối thủ của Thượng nghị sĩ Mark Warner, sẽ có một buổi nói chuyện với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn bên trong khu thương mại Eden. Và sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận lại được. Xin mời quý vị xem qua. Đã có hơn 100 đại diện cộng đồng và các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam đến tham dự. Trong buổi họp, ông Ed Gillespie trình bày về dự án EG2, một dự án phát triển kinh tế của ông. Điều này có khả năng mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực, không chỉ cho riêng Virginia mà còn cho toàn nước Mỹ. Ông nói rằng ông sẵn sàng để giải quyết các vấn đề khác mà người Mỹ gốc Việt đang quan tâm rất nhiều, cụ thể là việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. I enjoy hearing the concerns and sharing my point of view, and I sense a lot of growing support in the Vietnamese American community here, in particular Northern Virginia, and an appreciation for my 5-point agenda for economic growth to create jobs, raise take-home pay, lift people out of poverty, hold down healthcare costs, and reduce energy prices. Well, thank you so much. Well, thank you, and it's good to be with you again, and great to be with the community. Thank you, sir. You bet. Thank you so much. Thank you. Sau phần trình bày các dự án của ông Ashley, các tham dự viên có cơ hội nêu lên những thắc mắc. Chương trình của ông đó là giúp cái kinh tế phát triển, cho người ta có công ăn việc làm. Đồng thời đó, ông sẽ gọi là lo về vấn đề an ninh quốc gia, quốc phòng bằng cách gọi là không cắt bớt ngân sách quốc phòng. Đồng thời, ông cũng nói về cái gọi là nhân quyền ở Việt Nam và ở bên Thái Bình Dương. Tức là chương trình ông này rất là good, rất là cùng với có giá trị những cái value của người Việt Nam. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Trước tiên thì tôi thấy rằng là Đảng Cộng Hòa có những hứa hẹn để mà thay đổi tất cả những cái chính sách gì mà Đảng Dân Chủ hiện về đang làm và do ông Tổng thống Obama lãnh đạo. Có một điểm mà cộng đồng Việt Nam muốn để ý tới và muốn hỏi đó là ông nghĩ thế nào về vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam. Và có một câu mà tôi chưa hỏi được đó, cũng như là tôi có hẹn để mà sẽ để ông trả lời trong tương lai đó, là ông suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà nếu trường hợp ông vào trong thượng viện rồi, đối với Tàu Cộng đó, thì ông nghĩ như thế nào? Đó là những cái mà tôi muốn ông ấy trong trả lời. Thì ông có nói rằng là trong ông sẽ có một buổi hẹn, chắc chắn là tôi, khi mà tôi gặp đó, sẽ mời truyền thông đi theo để mà cho biết rõ ràng cái vị trí của ông nghĩ như thế nào về người Tàu ở tại Đông Nam Á và cái vấn đề mà đối với người Mỹ ở tại đây đó, họ nghĩ như thế nào về cái sự mà gọi là hàng của Trung Hoa tràn ngập ở đây. Và tôi muốn biết rằng cái vấn đề Biển Đông ông nghĩ như thế nào và cái vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam trong cái sự đối phó với Tàu như thế nào. Đó là những cái tôi nghĩ cần phải có trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn ông đã chia sẻ một cái vài cảm nghĩ về cái buổi họp. Cảm ơn cô Kim Thu. Buổi họp kết thúc vào lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần phóng sự của chúng tôi về buổi meeting của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và ông ứng cử viên Ed Gillespie tại khu thương mại Eden Center. Lâm Kim Thu, tường trình từ Falls Church, Virginia.